cùng là Hero Kingdom 400 nhưng mà Phindomena chỉ có giá là 75k một tip, nhưng mà tip số 3 Lucidum của Omagi thì nó lại là hơn 2 triệu, nhưng mà bé tẹo bé xíu hơn 1/4 nó là Triluma, nó lại gần 3 triệu một tip. Quan có giờ tự hỏi rằng cùng một thành phần tại sao lại có mức giá vô cùng khác nhau giữa các brand name? Phải chăng đó là điều đúng đắn hay đó là điều bị thổi phồng lên và làm tăng giá trị của sản phẩm? Cùng tìm hiểu bác sĩ Hiếu qua video hôm nay, khác nhau giữa các brand mỹ phẩm đắt và rẻ tiền trên thị trường. Ok. Hello, bác sĩ Hiếu đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và đương nhiên như thường lệ, bác sĩ Hiếu có fanpage là bác sĩ Hiếu và cộng đồng chăm sóc da học. Bạn có thể tham gia vào đây để nhận thêm các phần ưu đãi dành riêng cho các member trong cộng đồng, cũng như học thêm, tìm hiểu thêm các kiến thức chăm sóc da để bổ sung cho bạn có nhiều kiến thức hơn. Ok. Và đây cũng là câu hỏi gần đây rất nhiều bạn hỏi bác sĩ Hiếu: tại sao cùng một hoạt chất nhưng lại có rất nhiều giá của sản phẩm? Thì điều đầu tiên các bạn hãy nhớ lại xem, để ra được bất kỳ cái nồng độ các sản phẩm nào có hiệu quả hiện nay thì nó cần phải trải qua rất nhiều các quá trình nghiên cứu. Để ra được một sản phẩm như thế thì người ta phải nghiên cứu rất nhiều năm, và theo quy định thì tất nhiên là có sự khác nhau. Thì những sản phẩm, những cái brand name, những thành phần mà được nghiên cứu với nồng độ ổn định, một nồng độ này là ok, thì người ta sẽ được bảo hộ thương hiệu trong một khoảng thời gian nhất định. Nên đương nhiên sau khi hết quá trình bảo hộ thương hiệu độc quyền thì người ta bắt đầu được chuyển giao cho các quốc gia hay có các đơn vị khác để sản xuất. Và đương nhiên khi chuyển giao thì người ta sẽ không thể biết được hết công thức, mà chỉ biết được nồng độ là 30%, nhưng không biết được cái gì đi kèm và cái gì tạo nên nó để có hiệu quả hơn. Sự khác nhau giữa giá thành, điều số 1 đó là độ tinh khiết của sản phẩm. Độ tinh khiết có nghĩa là khả năng tinh khiết và nồng độ của nó lẫn tạp chất bao nhiêu phần trăm. Thì dễ hiểu hơn chúng ta hình dung như là những cái hãng nước khoáng hiện nay, ví dụ là Aquafina hay là Lavi hay là Dasani, thì mỗi hãng lại có một cái công thức khác nhau. Ví dụ như Lavi là nước chuyên về khoáng, có nghĩa là nó có rất nhiều hàm lượng khoáng bên trong, nhưng Aquafina thì thiên về khả năng tinh khiết, tức là nước tinh khiết thì nó không thêm các yếu tố khoáng như canxi 2+, magie 2+, natri, clo, không có thêm những yếu tố đó. Chính vì thế độ tinh khiết sản phẩm nó sẽ giúp được là sản phẩm này độ tinh khiết là được bao nhiêu phần trăm và loại bỏ được những tạp chất là bao nhiêu phần trăm, thì nó sẽ làm cho cái vật đó đắt hơn rất nhiều. Nên các bạn thấy rằng 1 mét khối nước sinh hoạt thì nó chỉ có khoảng 20-30 nghìn thôi, nhưng 5 lít nước uống tinh khiết của Lavi hay là của Aquafina thì nó đã tầm 20-30 nghìn rồi, đúng không? Đó là sự khác nhau rất rõ giữa tinh khiết và nước sinh hoạt. Ok. Điều số 2, điều này vô cùng quan trọng, đó là sản phẩm phụ trong quá trình tổng hợp. Nếu như các bạn đã học hóa ở lớp 12, đặc biệt là hóa hữu cơ, thì các bạn hãy nhớ lại xem, trong hóa hữu cơ có 2 phản ứng đơn giản nhất mà chúng ta cần nhớ. 1 đó là phản ứng cộng và 2 là phản ứng thế. Chúng luôn có một tỷ lệ nhất định ở trong thành phần, thường là 64 hoặc 73, cái sản phẩm chính và sản phẩm phụ. Vậy thì các hoạt chất chúng ta dùng để skincare và điều trị các vấn đề về da hiện nay đa số là chất hữu cơ, nên nó đều được tổng hợp từ các phản ứng nói chung, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp hay là phản ứng đóng vòng. Do đó, nó luôn có những cái sản phẩm phụ đi kèm, và cái sản phẩm nào mà tách được nhiều sản phẩm phụ đi kèm và giữ được những sản phẩm chính hoặc những cái thành phần chúng ta yêu thích, những thành phần mà có hoạt tính lâm sàng tốt hơn thì giá thành nó luôn đắt hơn, vì để tách ra được hai cái loại này nó đã là điều vô cùng khó khăn. Chúng ta chuyển sang điều số 3, đó chính là các tá dược đi kèm. Vậy thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu tá dược là gì. Tá dược là các hoạt chất hoặc không hoạt tính, hoặc dược lý hoặc sinh học, được để xây dựng công thức bào chế cùng với thành phần hoạt chất khác của thuốc, nhằm mục đích là xây dựng công thức bào chế. Và các hoạt chất này sẽ giúp phân tán đều các hàm lượng hoạt chất khi thoa lên da hay là uống vào trong cơ thể, và giúp tăng khả năng hấp thu hay thẩm thấu. Như vậy thành phần sản phẩm là điều cốt lõi, nhưng tá dược lại là tinh túy làm nên sản phẩm. Nên các bạn thấy rằng cái sự tinh chỉnh hay là tá dược đi kèm nó sẽ quyết định phần lớn là hoạt chất này có hiệu quả hay không. Còn nếu như vẫn là BSA 2%, vẫn là Hydroquinone 400, vẫn là hoạt chất cần 10%, bạn có thể mua hàng tỷ loại trên thị trường. Nhưng tại sao brand name này có hiệu quả? Bởi vì tá dược là sự tinh túy của sản phẩm, và đây mới là điều cốt lõi chúng ta cần.
Điều số 4 đó là chất bảo quản đi kèm. Vậy thì mỗi một hãng, mỗi một thành phần lại có những chất bảo quản đi kèm riêng biệt. Và chất bảo quản thì có rất nhiều loại. Trong video tiếp theo, bác sĩ Hiếu sẽ chia sẻ với bạn sâu hơn về các loại chất bảo quản. Nhưng hãy hình dung, bác sĩ Hiếu sẽ liệt kê một vài chất bảo quản thường gặp. Ví dụ là paraben, isopropyl paraben, hay là butin paraben, hay là nhóm triclosan, hay là nhóm formaldehyde, hay là nhóm ethanol, phenoxyethanol, hay là các cái axit hoặc là các dầu, nó đều có khả năng ở trong chất bảo quản. Thì chúng ta có thể hiểu rất đơn giản. Ví dụ như là bánh trung thu, tại sao nó chỉ còn tầm 1-2 tháng là hỏng, nhưng nó có thể vẫn không cần chất bảo quản nó không hỏng. Thì trong bánh trung thu thì hàm lượng đường rất cao, hàm lượng đường cao thì vi khuẩn nó không sống được, nó không thích cái hàm lượng đường quá cao. Hoặc ngược lại, các bạn nhớ xem, một cái vại dưa muối để được mấy tháng, dưa muối ai so chất bảo quản là không, đúng không nhỉ? Nhưng dưa muối thì nó lại có thể để được rất nhiều tháng, bởi vì trong đó hàm lượng axit cao, nó cũng sẽ giúp cho hạn chế việc hỏng của đồ ăn. Cũng ví dụ như là các bạn thích ăn cái thịt hun khói hay là cái thịt muối ở vùng dân tộc đó, thì người ta ngâm thịt với muối và ăn rất là mặn, đúng không? Thì hàm lượng muối cao nó cũng đã giúp cho việc bảo quản thực phẩm. Nên mỹ phẩm nó cũng tương tự như vậy, nên nó có rất nhiều loại chất bảo quản. Và mỗi chất bảo quản nó tất nhiên rồi có những giá thành khác nhau. Chính vì thế, đây chính là điểm khác nhau giữa branding đắt và rẻ tiền. Vậy tổng hợp trong cái video ngày hôm nay, bác sĩ chia sẻ với bạn 4 điều làm nên sự khác biệt giữa các brand name đắt và rẻ tiền. Điều số 1 đó là độ tinh khiết của sản phẩm. Điều số 2 là các sản phẩm phụ đi kèm. Điều số 3, giá dược. Điều số 4 đó là chất bảo quản và chất ổn định. Qua video này, bác sĩ Hiếu hy vọng các bạn đã hiểu sâu hơn về tại sao có những mức giá khác nhau giữa các hãng. Và nếu các bạn tiếp tục muốn bác sĩ Hiếu lên các video về dạng nghiên cứu khoa học như thế này, đừng quên comment xuống bên dưới những điều các bạn mong muốn bác sĩ Hiếu thực hiện. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ video này để nhiều người biết đến những kiến thức hữu ích. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.